Hello toàn thể nghe. Hôm nay mình có nhận của một anh gia Hải Phòng đã từng mua bên mình chiếc Seiko Preset này. Anh gửi lên để bán hộ anh ấy. Bên mình thì nhập lại cũng giá rất là tốt thôi. Đang bên mình để với giá là 4.950.000. Giá bên mình đang để hàng săn sale hàng mới là 6.400.000. Còn giá niêm yết thâu đó ở ngoài thị trường khoảng 10 đến 11 triệu. Tình trạng hôm nay còn hồ mới lên đến 98%, cũng không thua kém gì hàng mới cả. Để mọi người hãy xem rõ cái phần ngoại quan ấy, cái phần vỏ này, xước răm ra lấy, nhìn xước khá là ít luôn. Dây thì còn đủ cho anh em thoải mái sử dụng. Dây đấy, dây còn rất là dài, khá là mới, chất thép rất là sáng. Con này thì có size 39mm, phù hợp với anh em chu vi cổ tay từ 15 trở lên. Đấy, như tay mình 15, lên tay thì rất là đẹp, vừa vặn luôn. Rất là ưng ý với con này. Đấy, open hết rất là độc đáo. Về mẫu này dây đủ thì anh em tay 17 đeo vẫn ok, 16, 15 đeo vẫn được. Đấy. Nếu mọi người quan tâm có thể liên hệ trực tiếp với mình.